Các chú mễ khỏe lắm, to khỏe. Hello YouTube, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Gà Tây Tây. Chào mọi người, sáng nay là một buổi sáng rất là sớm và mình với cả chú Dưa có dậy sớm đợi công ty dịch vụ chuyển nhà đến để mà pack đồ để mà chuyển nhà. Hôm nay bọn mình chuyển nhà như mình đã nói trong vlog trước rồi là bọn mình sẽ chuyển sang một căn hộ mới. Thật ra là không phải là căn hộ mà là gọi là townhouse, vẫn có hai phòng ngủ thế nhưng mà nó có hai tầng, căn nhà độc lập không có bị chung chạm giữa tầng 1 tầng 2. Tại vì nếu mọi người biết là ở Mỹ, nhất là ở Cali, người ta không có xây cao tầng tại vì ở đây hay động đất ấy. Cái khu này bọn mình khá là thích, có đầy đủ các cái thứ như kiểu bể bơi, rồi phòng gym, rồi chỗ chơi cho em bé. Thế nhưng mà có một điều là khi mà thuê apartment mà có tầng trên tầng dưới thì nhiều khi nó cũng đụng chạm và nhiều khi là nó cũng không có thoải mái lắm, kiểu neighbor của bạn không có được quiet lắm ấy, thì nói chung là nó cũng hơi phiền. Rồi sắp tới bọn mình có em bé nữa nên là bọn mình muốn một cái không gian và một căn nhà riêng hẳn, thế cho nên là bọn mình mới thuê townhouse. Đã tận tận mọi người thấy ở đây là bọn mình để nguyên để mà công ty vận chuyển đến họ pack tất tần tật mọi thứ đúng nghĩa đen luôn, là bọn mình sẽ không phải đụng tay vào bất cứ một cái gì luôn. Chỉ có một số đồ có giá trị thì bọn mình đã cầm và gửi sang bên nhà bạn của bọn mình rồi. Cái ngôi nhà mới đấy thì nó không có quá xa nhà cũ của bọn mình, nó cùng trong một khu cho nên là đi bộ có mấy bước thôi là đến rồi. Khoảng một tiếng nữa thì mình sẽ lấy key của nhà mới thì mình sẽ dẫn mọi người đi xem căn nhà mới của bọn mình nhá. Buổi sáng thì mình hay bị allergy ấy, thế cho nên là nó hơi sụt xịt, mọi người thông cảm nhá. Đây mình sẽ dẫn mọi người đi xem qua cái căn nhà cũ, tạm biệt nhà cũ. Đây, như mọi người đã biết thì đây là phòng khách của mình. Đây là bộ sofa mà mình mới mua, nó đã về rồi. Mua khá là lâu, bây giờ mới về, chuyển nhà rồi mới về. Phòng khách nè, phòng bếp nè. Rồi bên này là phòng ngủ, và bên này là phòng máy tính. Tất tần tật ở đây là công ty vận chuyển họ sẽ pack lại hết, kể cả những cái thứ bé li ti này là họ cũng sẽ grab hết và họ bỏ vào thùng và chuyển sang nhà mới cho mình. Khá là tiện khi mà thuê công ty vận chuyển như thế này. Bây giờ mình đang có baby ấy, mà bầu cũng hơi bắt đầu nhú lên rồi và bầu cũng không nên làm việc nặng, thế cho nên là bọn mình mới thuê công ty vận chuyển. Thì dành cho bạn nào muốn sử dụng dịch vụ chuyển nhà, thứ nhất là các bạn ở bên Mỹ khoảng 200 đô một tiếng, rất là tiện luôn, đỡ phải đóng gói. Các bạn ấy sẽ đóng gói hết tất tần tật từng thứ một trên bàn ấy, tím mình sẽ cho mọi người xem. Và họ sẽ chia ra từng area trong nhà và từng thùng luôn. Đây, bọn mình chuyển nhà thì bọn mình chuẩn bị sẵn một số chai nước. Mấy chú chuyển nhà đấy to khỏe lắm, họ vác ghế vác yếc các thứ. Đây. Đây, cái thùng này hay này, cái thùng này là để quần áo. Họ không phải gói từng cái quần áo của mình đâu, họ sẽ nhấc hẳn từ trong tủ của mình xong rồi bỏ luôn vào cái thùng này, xong họ treo trong đấy luôn. Thế là tí nữa sang nhà mới mình chỉ việc nhấc ra khỏi giá rồi cài lên lại tủ thôi. Ồ, có cái chun này. Sổi rất là chuyên nghiệp nhá. Đây, các bác ấy đã chuẩn bị sẵn hết các thùng này, dây chun này. Ồ, một thùng quần áo nữa này. Nói chung là cái tiền mà vận chuyển này là tốn khoảng tầm 200 một tiếng. Nhưng mà đấy là tiền công, còn chưa bao gồm tiền thùng với cả tiền giấy gói. Ví dụ như những cái chun này này, hoặc là những cái thùng mà họ dùng lại được thì họ sẽ không tính tiền mình. Nhưng mà những cái thùng mới họ phải đóng này này thì là họ sẽ tính tiền. Chuyển nhà xong thì mới biết được là hết bao nhiêu tiền. Thế họ chuẩn bị rất là nhiều thùng này để họ pack đồ cho mình ấy. Thế xong rồi họ sẽ từng thùng một. Họ sẽ để như thế này này. Xong rồi họ sẽ gói ra như thế này. Nghĩa là bát đĩa là họ sẽ gói hết từng chiếc vào và giấy gói như thế này, và sau đó là họ bỏ vào thùng. Bếp ra bếp và phòng khách ra phòng khách. Đó. Đó, mình đã lấy được chìa khóa rồi. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người sang nhà mới của bọn mình nhá. Đây là nhà cũ của bọn mình đây, mọi người biết rồi. Ở ngoài thì các bác ấy đang xếp hết các cái thùng này ra này. Đây, thùng quần áo này. Sau khi mà pack đồ xong ấy thì các bác ấy sẽ bê hết các cái thùng này, lốt lên trên xe tải, xong rồi chạy sang nhà mới. Mặc dù gần nhưng mà họ vẫn phải đi xe tải, tại vì là như thế thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Chỉ cần một lần thôi là bỏ hết lên trên cái thùng này, bỏ hết lên trên cái xe này là có thể đi được rồi. Hôm nay trời khá là nắng,
mời mọi người đi sang nhà mới của mình nhé. Mình sẽ cho mọi người thấy là nó gần như thế nào luôn ấy. Kia kìa. Đấy, chính là cái nhà đấy đấy. Tới rồi đồng bào ơi, đây chính là nhà mới của bọn mình. Chỗ này thì sẽ là chỗ để xe của bọn mình luôn. Ta da, nhà mới của bọn mình đây. Thế nhưng mà mọi người thấy đây, nhà mới của mình có 2 tầng, tí nữa mình sẽ cho mọi người xem tầng 2. Đây là tầng 1 này. Tầng 1 thì bên này là bếp, đây. Đấy, cửa ra vào thì ở đây. Đó, đây có sân nhỏ. Có một cái sân nhỏ xinh xinh. Đấy. Cái sân đấy thì hôm tới bọn mình sẽ tổ chức cái tiệc gender reveal, tiệc tiết lộ giới tính cho baby của mình. Cái nhà này có cái sân đấy cho nên là bọn mình sẽ sử dụng cái sân này để mà làm cái tiệc nho nhỏ đấy. Có thể tổ chức party ở ngoài sân hoặc là có thể ăn barbecue. Sân này khá là xinh, vừa xinh. Bọn mình có thể set up bàn ghế ở đây để mà ngồi đây thong thả. Ở trên có cái ban công rồi cho nên là nắng nó cũng không chiếu hết vào trong này, cho nên cũng không sao, không lo nắng. Bếp ở bên này thì cũng đầy đủ như kiểu bếp bên phòng bên kia. Ở bên Mỹ người ta cho thuê nhà thường sẽ có microwave này, bếp nấu ăn này, oven này, với cả tủ lạnh, kèm cả máy rửa bát nữa. Họ sẽ có luôn cả máy giặt và máy sấy cho mình. Đó, có máy giặt với cả máy sấy của trong nhà luôn. Mình lên tầng 2 nhá. Phải bám. Đang có bầu cho nên đi cần cầu thang phải cẩn thận. Trên này sẽ là 2 phòng ngủ với cả 1 phòng tắm. Đây là phòng tắm này. Đấy. Bên này là phòng ngủ master, phòng này thì to. Vợ chồng mình ngủ ở phòng này. Tròn, tròn tròn. Và có cái tủ rất là to luôn. Đó, tủ rất là to luôn. Tủ này thì to hơn tủ nhà cũ của bọn mình. Được cái là gương rất là to, mình rất là thích gương to luôn ấy. Mình rất là thích nhiều gương. Chắc là các bạn lần trước thấy mình chuyển nhà ở bên kia mọi người đã thắc mắc rồi là tại sao cái gương thì nó lại to cả cái phòng như thế này. Ở cái nhà trước thì cái floor plan của mình nó không có bị để giường đối gương. Nó là cái giường mà gần cửa, thế cho nên là không có bị đối gương. Nói chung là theo cái văn hóa châu Á của mình ấy thì mọi người kiêng là để giường đối với cả cái gương như thế này. Đấy. Thế nhưng mà wow, nhà thuê ở bên Mỹ mà mình không thể nào bỏ gương của người ta đi được. Hay mình cũng không thể nào thay đổi cấu trúc của nhà họ đi được. Cũng không vấn đề gì cả. Tại vì bọn mình sẽ tính là cái gương này này, bọn mình sẽ treo rèm kịch trần để mà che được cái gương này khi đi ngủ. Cần sử dụng gương thì bọn mình lại kéo rèm ra. Mọi người không phải lo là cái giường của bọn mình đối diện gương nhá. Phòng bên này thì bọn mình sẽ sử dụng là phòng cho em bé. Cái phòng bên này thì nhỏ hơn, nhưng mà có cái ban công rất là xinh. Đây cũng có cái tủ và có cái gương này. Nói chung là các cái nhà mà đi thuê ở bên Mỹ thì thường là họ hay làm gương như này là khó tránh lắm. Cả 2 phòng bọn mình đều sẽ là rèm kịch trần để mà nó phủ hết từ trên này sang bên này, là bọn mình sẽ không để được giường đối gương đâu, nên mọi người đừng lo nhá. Mình thì mình không thích những cái rèm này của các cái căn apartment, các cái nhà thuê ở đây lắm. Bọn mình sẽ lắp thêm hệ thống rèm treo ở đây để mà cho nó đẹp, với cả là để mà chắn nắng ấy. Tủ khá là to mọi người ạ. Tủ to lắm. Tủ cả 2 bên này đều to hơn tủ phòng cũ của bọn mình, nhà cũ của bọn mình. Cái phòng này thì mình sẽ làm mà thành phòng nursery room cho baby.
thì mình sẽ trang trí cũng như là để đồ của baby ở bên này. Còn phòng bên kia thì bọn mình sẽ là phòng ngủ của hai vợ chồng mình. Ở dưới này thì có một cái phòng vệ sinh nhỏ nữa. Cái căn này người ta gọi là 2 bedroom and 1.5 bathroom. Có nghĩa là một phòng tắm ở trên và một nhà vệ sinh ở dưới. Trước cửa nhà có một cái sân bé tí teo, có một cái vườn bé tí teo, thì mình có thể trồng cây ở đây nếu mà mình muốn. Cái khu này bọn mình khá là thích rồi, khá là yên tĩnh, với cả cảnh quan cũng khá là đẹp. Có bể bơi, có tận 3 cái bể bơi, có phòng gym, sân chơi cho con nít. Khu thì dành cho người đi làm và gia đình ấy, nên là nó khá là yên tĩnh. Chỉ có điều là khi mà mình thuê những cái căn apartment mà có 2 tầng thì kiểu gì tầng trên, tầng dưới nó cũng có những cái tiếng ồn mà mình không có tránh được ấy. Thế cho nên là bọn mình đã thuê townhouse để mà ở thì nó sẽ thoải mái và thuận tiện hơn. Khi mà với gia đình có baby, mọi thứ nó trong tầm kiểm soát của mình ấy, nên là nó sẽ thoải mái hơn. Nếu mà trong vòng một vài năm nữa mà kinh tế khá hơn thì bọn mình có thể chuyển nhà to hơn. Đấy là ví dụ như vậy. Bây giờ mình sẽ về nhà cũ để mà chờ các chú ý pack nốt đồ thì sẽ chuyển sang nhà mới. Mình sẽ skip cái phần mà unpack ở nhà mới, tại vì nó cũng không có gì để xem ấy. Khi nào mà mình unpack đồ ở nhà mới xong, mình sắp xếp các thứ xong thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây, các chú ý sẽ bê đồ xuống. Các chú mẹ khỏe lắm, to khỏe. Vui ai bật nhạc tung tóe. Đấy. Lên thùng. Sọt các cái thùng. Cái gì ạ? Cái xe bánh to này. Đẩy xuống không cần phải nhấc. Bác ấy cứ thế đẩy xuống thôi. Nãy bác giờ bác này chỉ đẩy thôi, còn chú kia khỏe, chú ấy đeo ở trên lưng. Chú đeo trên lưng vừa nãy em vừa thấy xong. Khỏe đã man ấy. Thường nặng với cả cái cái này đúng là chỉ có mấy chú Mỹ đen hoặc mấy chú Mễ thì mới bê được thôi. Mấy chú ấy khỏe dã man luôn ấy. Từ 8 rưỡi sáng, bây giờ là 11 rưỡi, mới có 3 tiếng, các chú làm nhanh phết. 201 một tiếng là có 3 chú đến nhà như thế này. Cái này chắc cũng thích biết khoảng hơn 1.000. 50 không nhỉ? Hơn, chả nhớ lần trước anh tip bao nhiêu. Tip cho chú mỗi chú 50-100 đô gì đấy. Ừ đúng rồi, khoảng đấy. Tội đi đá bóng đây. Mẹ thọt cả chân luôn. Rồi, đây, chân. Xem em. Em xem rồi.